Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Mai Thị Ánh Hồng. Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các địa phương đơn vị đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định, Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, chất lượng, hiệu lực hiệu quả được nâng lên. Nỗ bật là việc chủ động, quyết liệt thực hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền, xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Điều đó đã khẳng định quan điểm quyết tâm hành động nhất quán của đảng, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng tiêu cực, kiên quyết kiên trì, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái. Nhiều vụ việc cơ quan kiểm tra đã đi trước mở đường, chủ động không chờ đợi kết quả của công tác điều tra, thanh tra. Thậm chí trong một số vụ việc, kết quả kiểm tra còn là cơ sở, tiền đề để các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố, xác xử có những việc đã xảy ra từ lâu có những việc mới việc khó thuộc các lĩnh vực có chuyên môn sâu tính chất phức tạp nhạy cảm đã được kiểm tra kết luận và xử lý nghiêm minh